Đây là hiện trường tại tỉnh lộ 386 đoạn qua xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Chiếc xe ô tô 5 chỗ do một thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao đã va vào một xe máy điện đi cùng chiều khiến hai học sinh tử vong. Tài xế xe ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường. Khi ra trình diện, người này chưa có giấy phép lái xe ô tô. Để đảm bảo an toàn thì theo quan điểm của tôi là nên các cấp chính quyền là phải có mức độ xử lý thật nghiêm để làm răn đe cho tất cả những cái người mà sau này mà không có cái nguy cơ tái phạm thì nó nguy hại cho rất là nhiều tính mạng đối với con người. Việc tài xế chưa có giấy phép lái xe vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Liên quan đến vụ việc này, chủ phương tiện trao xe cho người chưa có giấy phép lái xe cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ việc này cũng cho thấy thực trạng sử dụng giấy phép lái xe giả đang có diễn biến phức tạp, gây ra nỗi lo lắng, bất an với người tham gia giao thông. Còn đây là số giấy phép lái xe giả bị cơ quan công an phát hiện. Bằng mắt thường thì khó có thể phân biệt bằng giả, bằng thật. Chủ nhân của những giấy phép lái xe này không cần mất thời gian học luật, không cần thi thực hành mà chỉ cần bỏ ra từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng là đã có thể sở hữu một bằng lái xe giả. Tại cái thời điểm đó mình làm hết 1 triệu 200.000. Họ làm nhanh trong vòng ngày thứ tư là mình đã nhận được cái bằng lái xe đó. Do nhận thức còn kém về luật an toàn giao thông cũng như về luật dân sự nói chung thì cũng cảm thấy trên mạng có rất nhiều cái dịch vụ làm hoặc là cho thuê và cho cấp bằng mà mình không cần phải làm gì nhiều và không phải bỏ thời gian để học thì mình cũng cảm thấy nó quá dễ dàng cho nên cũng đã có hành vi sử dụng là cũng sử dụng bên dịch vụ cung cấp bằng trên mạng. Hậu quả của việc sử dụng những giấy phép lái xe giả này là khôn lường. Thế nhưng người sử dụng chúng chỉ đơn giản cho rằng nhận thức còn hạn chế. Điều đáng chú ý trong số những giấy phép lái xe giả do lực lượng chức năng phát hiện có cả trường hợp là tài xế xe chở khách, xe đầu kéo. Như tài xế xe đầu kéo này đã bị lực lượng chức năng phát hiện sử dụng giấy phép lái xe giả vào tháng 5 năm 2023 vừa qua. Tại cơ quan công an, người này khai nhận đã mua giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội Zalo với số tiền 6 triệu đồng để sử dụng. Tự ý lên mạng xong đó tìm các cái thông tin trên mạng và tự đăng ký làm ở trên mạng để làm các cái giấy tờ giấy phép lái xe giả để phục vụ cho cái việc mà xuất trình khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Thế cái việc này thì người dân vẫn đang nghĩ là nó chỉ vi phạm pháp luật hành chính đơn thuần nhưng thực tế đây là vi phạm pháp luật hình sự và việc này cũng sẽ bị xử lý hình sự. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Cục Đường bộ và Bộ Giao thông Vận tải rà soát tổng những cái giấy phép lái xe mà lực lượng công an đang tạm giữ để qua đó sẽ phân tích đánh giá những cái phương tiện nào mà được cấp lại, những cái phương tiện nào, những giấy phép lái xe nào là giấy phép lái xe giả thì chúng tôi sẽ tập hợp và phối hợp với công an các địa phương để chuyển giao những cái số giấy phép lái xe đó để chuyển cho cơ quan điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hưng Yên chính là hồi chuông cảnh báo hành vi không có giấy phép lái xe hay sử dụng giấy phép lái xe giả để tham gia giao thông. Cơ quan công an khuyến cáo giấy phép lái xe, thông tin phương tiện, đăng ký xe của người dân đều được lưu trên hệ thống của Sở Giao thông Vận tải hoặc dữ liệu của lực lượng cảnh sát giao thông. Trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng giấy phép lái xe giả, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ nhanh chóng tra soát dữ liệu, dễ dàng phát hiện và có hình thức xử lý nghiêm.